Xin thân ái kính chào tất cả anh em chú bác các anh chị quay trở lại với kênh của shop Dạng Năng. Thì hôm nay em có một số mặt hàng nội địa cũng muốn giới thiệu tới cô chú anh chị và cùng tất cả anh em đam mê đồ nghề Nhật Bản. Thì trước hết thì em xin gửi lời chân thành cảm ơn đối với tất cả những quý khách hàng đã từng mua hàng ủng hộ và xem kênh ủng hộ bên kênh của em. Thì nhân dịp đầu năm mới khai xuân, em xin kính chúc tất cả mọi người một năm mới bình an, sức khỏe và phát tài phát lộc. Thì hôm nay cũng muốn nhằm mục đích đón chào một cái năm mới nó đầy phấn khởi, vui vẻ. Em cũng xin gửi một chút lòng thành đến tới tất cả quý khách hàng. Thì quý khách hàng nào hôm nay mua sản phẩm bên em thì cũng đều được một đơn hàng. Thì đối với một quý khách hàng, em sẽ lì xì cho quý khách hàng 50.000 đồng trừ thẳng trực tiếp vào trong cái giá trị đơn hàng, và đồng thời cũng bao ship cho quý khách hàng. Thì nhân dịp năm mới thì em xin gửi lời kính chúc tất cả mọi người thật là nhiều sức khỏe. Và nếu như có xem video clip của em hôm nay, có nhu cầu ủng hộ thì vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0335172445. Em tên Sơn, và muốn biết thêm chi tiết hình ảnh sản phẩm cứ việc kết nối Zalo số trên. Em xin chân thành cảm ơn. Thì em chỉ chốt đơn trực tiếp qua số điện thoại hoặc nhắn tin qua số điện thoại hoặc là Zalo kết nối nha. Rồi thì hình thức bên em thì như vậy. Thì chỉ riêng clip ngày hôm nay thôi thì em sẽ lì xì cho tất cả mọi quý khách hàng mua ủng hộ em clip này, là clip khai trương đầu năm mới, mọi chuyện là suôn sẻ, cho nên là em cũng gửi lì xì cho quý khách hàng một đơn hàng là 50.000 đồng và đồng thời cũng bao ship luôn. Em xin nhắc lại. Rồi thì ở đây sản phẩm đầu tiên ngày hôm nay ha, là cái bộ xà beng. Em xin bán bộ xà beng 3 cây này ha. Đó, nói chung là em cũng cố gắng năm mới thì cũng lựa những cái mặt hàng chung là nó còn sáng sủa, nước sơn vì gì sạch sẽ ha. Thì anh em cứ việc xem đi, ngoại hình cái anh em ưng ý cái sản phẩm nào cứ việc kết nối hoặc điện thoại trực tiếp với em để chốt đơn ha. Rồi, bộ này thì giá 250, em lì xì cho anh em 50.000 là còn giá là 200. Đó, thì anh em thấy phù hợp túi tiền, giá cả phải chăng thì anh em mua ủng hộ ha. 200 này thì em cũng bao ship luôn nha. Rồi, đó, cái cây đầu tiên là 360 nè, tới cây tiếp theo là 300 mm, tới cây tiếp theo là 240 nha. Cái này của con top nè, cây này còn tem chưa xài luôn, made in Japan nha. Rồi ok, thì em cho anh em xem phía trên cái phần đầu trên. Đó. Rồi. Ok, còn này phía dưới nha. Đó. Rồi. Rồi, anh em ưng ý thì anh em chốt cho em cái mã là xà beng số 1, giá bán là 250 nha. Rồi, tiếp theo xà beng số 2. Giá bán là 300. Xà beng số 2 giá bán là 300 nha. Cây này thì dài là 600 mm nè, còn cây này dài 450 mm, chữ đóng mọc quá trời nhiều luôn nè anh em ha, chữ nè. Rồi. Đầu trên nè, đầu đinh nè. Đầu dưới nha, cải dán. Rồi. Ok. Đó, thì cái bộ này là em bán cho anh em giá là 300, xà beng số 2, 300. Tiếp theo thì tới cuốc. Cuốc thì em bán hai cây cuốc này, nó rất là nặng nha, khá là nặng. Thì cái màu đỏ, cái màu đỏ là nó mang đến những cái điều tốt lành nha. Nó thì ở đây hôm nay em có một cái cặp cuốc cũng nó cũng trùng hợp là nó có màu đỏ nha. Thì nếu như anh em mua sử dụng thì trong dịp năm mới này em bán cặp cuốc này cũng chỉ giá là 300.000. Cuốc này là cuốc lớn nha nè, nha cuốc lớn. Đó, một cái đầu bằng với cái đầu nhọn, còn cái này thì hai đầu nhọn, dài hơn cái này xíu. Đó, thì cái này á thì nó dài là 56 cm, còn cái này là nó dài 65 cm. Đó, thì hai cái này đều có mọc hết, hàng Nhật Bản hết, nhưng mà nó còn mới và màu đỏ luôn, thì nó tượng trưng cho cái điểm may mắn. Màu đỏ thì nó tượng trưng cho cái điểm may mắn nha. Đó, thì anh em nào có nhu cầu mua xài đó thì em sẽ gửi cái cặp cuốc này đến nhà anh em thì anh em nhận thôi. Thì như cái này là em bán 300, thì em như hay sưng thì em bán cặp này 300 thì em đi xì cho anh em 50 và bảo ship em gửi nó cả cặp. Rồi ok ha. Đó, rồi quý khách hàng anh chị chú bác nào có nhu cầu xài cứ việc liên hệ em nha. Rồi tiếp theo tới cuốc số 2 nha. Cuốc số 2 cũng vậy, cái này thì khá là đẹp, nó còn khá đẹp nha.
cuốc cán rồi gì đủ thì mình có thể gỡ cái cán này ra được nha. Đó, cán này gỡ thì mình thụt ngược ra trước nè. Đó, cái này là nguyên cơm lê, nguyên bộ của nó luôn. Cái này tem con voi, cái cuốc này ha. Và cái dưới này là nó cũng là hình con voi luôn nha. Đó, nó nguyên bộ của nó. Thì còn nước sơn đen đẹp đẽ rồi gì đàng hoàng nha. Còn đây em sẽ đo cái nó làm nó dập cái kiểu này cho nó cứng cáp nè. Đó, thì em sẽ đo cái miệng bề ngang của nó nha. Cái này thì được 14.8 cm. Và cái chiều dài, chiều dài của cái cây cuốc này á, thì nó dài được hết cán là nó là 88 cm. Đó, thì cái cây cuốc số 2 này em bán giá trị là 250 nha, 250. Rồi. Tiếp theo thì em bán tới là kéo tôn nha. Em bán tới kéo tôn. Thì một bộ kéo tôn như thế này đây thì em bán cho anh em giá là 200.000. Cái bộ kéo tôn này em chỉ về nó hàng bãi về thì nó sẽ là như vậy. Ở đây em sẽ chà ra những cái chỗ cho anh em thấy như mấy cái lử rồi gì nè. Thì cái phần lử này á thì về anh em có thể mài dũa lại gì đó thì tùy ý thích, còn để gì xài mà anh em cảm thấy cả nó bén xài được luôn thì anh em để dùng khi nào lục hả mài thì nó vậy ha. Rồi, đây cái lử cong, cái lưỡi thẳng, hai cái lưỡi thẳng nè, ba cây ha, bốn cây nè. Cái bộ này em bán 200 nha, em lì xì sưng 50 là còn có 150 thôi, đồng thời em cũng bao ship luôn. Đó, thì anh em nào thấy có nhu cầu ưng ý giá cả phù hợp phải chăng thì liên hệ em ha. Chốt đơn, mã của cái bộ này là cái bộ kéo tôn nha. Đó, thì ở đây em cũng đo cây này cái lớn nè, cây này dài 30-35 cm lận nè. Đó, rồi tổng cộng bộ này thì nó 10 cây, 10 cây trục tròn luôn nha nè ha. Rồi, ok. Đó, lưỡi thẳng, lưỡi sóng ngang nha. Lưỡi thẳng, này lưỡi cong ha, cái này lưỡi cong. Đó, rồi, cái bộ này thì một chục cây chẳng ha. Đó, rồi tiếp theo thì em bán cho anh em là đội. Đội chữ A thì nói chung em có hai cây này. Hai cây này thì nói chung là nó hoạt động lên xuống bình thường hết. Nó hoạt động lên xuống là bình thường. Nè, như cây này thì em thử cho anh em xem. Cái này thì để là một ton nè, một tấn nè. Còn cây này thì để 700 kg nè, 700 kg nha. Đó, thì hai cây này lên xuống bình thường. Mà có một cái là cái cây này lên xuống bình thường, nó cái đầu này hình như cái đầu trên nó còn cái đầu xay nữa mà nó mất rồi, đầu xay thứ này nè. Còn cái cây này thì nó bị nghiêng, nó bị hơi nghiêng qua chút xíu. Đó, để cho anh em xem nè, cái này mình này nó hơi nghiêng qua đây xíu. Nhưng mà hoạt động thì lên xuống rồi gì cũng nhẹ nhàng bình thường hết á. Cây này 700 kg nè, có thể là bị cấn, bị đè gì đó ha. Rồi, 700 kg và cây 1 tấn. Hai cây này em bán 200, lì xì sưng cho anh em là 50 là còn 150, cặp này em bao ship luôn nha. Đó, rồi anh em nào có nhu cầu thì cứ việc liên hệ với em chốt để mình sử dụng nha. Rồi, đó, đội số 1 200 nha, tiếp theo tới đội số 2 nha. Như cái đội số 2 này thì em bán cho anh em giá 900. Cái này thì 900, con này thì nó trọng tải của nó chịu được là 10 tấn. Thì nó hoạt động tất cả là full ok ngon lành hết, tức là em kiểm tra dầu nhớt đồ gì ha, và những cái khớp này nó sẽ không có bị gò gỉ dầu nhớt gì hết ha. Em bán con này 900 nha. Anh em nào có nhu cầu thì cứ việc liên hệ. 900 thì ngay dịp sưng này thì em cũng lì xì 50 là khoảng 850 và bao ship á. Đó, tức là đội lên xuống thì ok ngon lành, không có gò gỉ dầu nhớt gì ra ngoài hết, và tải là ok luôn. Con này trọng tải của nó là 10 tấn nha. Thì anh em nào có nhu cầu dùng thì cứ việc liên hệ. Cái đầu này có thể dặn găng lên nữa nè. Đó, rồi đội Nhật Bãi hoàn toàn nha anh em ha. Rồi, giá bán 900. Tiếp theo tới đội số 3. Đội số 3 thì con này thì đội tầm có khoảng 6 tấn, 7 tấn á. Con này đội lớn. Đội này chịu trọng tải khoảng 6, 7 tấn nha. Đó, vì cái tem thì gì nó chốc nè, theo năm tháng nó chốc nè, cho nên mình không có còn nhìn thấy kỹ nữa. Nhưng mà theo kinh nghiệm thì cái xác này tầm có khoảng đó, cái xác cơ bản ba lớn này thì nó chịu trọng tải khoảng 6-7 tấn được ha. Rồi, thì cái con này em bán 500, trên đầu trên này dặn ok luôn, dặn găng lên được luôn, thì cũng không có dầu nhớt, cũng không có gò gỉ gì hết trơn á, hoạt động rồi gì lên xuống ok ngon lành ha. Chỉ có đội gì thôi, em bán cho anh em 500 nha. Em bán cho anh em 500. Đó, đội số 3 nha nè, cái con này đội số 3. Rồi tiếp theo tới đội số 4 nè, em bán 400. Con này thì chịu trọng tải 4 tấn nè. Tại vì cái thông số của nó còn 4 tấn. Đó,
Con này bề hoành này của nó nhỏ hơn con kia có khoảng gần gấp đôi, không tới gấp đôi nha. Rồi thì con này chịu 4 tấn, con này cũng của Nhật luôn. Đầu trên này cũng dặn mình hơn, con này em bán 400 ha. Đó. Thì anh em cứ việc mở một cái đơn hàng anh em lên đó, trên một số điện thoại là em sẽ lì xì cho anh em 50.000. Đó. Rồi đội số 4 thì em bán 400 nha. Cũng vậy ha, dầu nhớt rồi vậy thì em kiểm tra ok, ngon lành đầy đủ hết. Và cái tải trọng lên xuống là gì ngon lành, không có gò gỉ gì hết ha. Dầu thì còn ok, không gò gỉ. Rồi em bán 400 nha, con này chịu 4 tấn em bán 400. Anh em là có nhu cầu xài thì liên hệ em. Rồi. Tiếp theo. Thì em bán tới phần cảo đi ha, em có một cây cảo chữ C nè. Cây cảo này thì cái tay này em để thêm, tay này cũng tay từ trong đồ bãi ra luôn nha, rất là cứng nha. Đó, vậy anh em không muốn gớt thì bắt ốc qua hai bên. Hoặc là đập dẹp cái đầu này lại. Rồi ok, cái lỗ này cũng khá là vừa rồi nha anh em ha. Giờ em lấy ra cho nó lấy nha, nhưng mà gửi thì sẽ gửi đủ cho anh em. Rồi, cảo này là cảo C, size 150, Made in Japan nè, TMT là thương hiệu của nó. Cảo C là cái mã của em nè, đó. Cảo C giá bán 300 nha. Đó, thì anh em cứ trừ lì xì ra. Rồi, Saco ha. Ok nha, đúng nè. Rồi ok nè. Tay thì thẳng, lên xuống thì ok nhẹ nhàng hết. Thì anh em có nhu cầu dùng liên hệ em nha. Cảo C 300. Rồi, tiếp theo tới búa. Búa này thì cây này là 120 nè. Còn ví dụ như anh em muốn biết trọng lượng thực tế của nó là bao nhiêu, chính xác bao nhiêu thì điện thoại trực tiếp với em ha. À, cây này còn mới chát luôn, hai niêm ha. Nước sơn nè, nó đầu đít nè, đó. Cán tem. Rồi, ok, cây này em bán 120. Đó, 120. Đây để 225 gram nè ha. Rồi, tiếp theo búa số 2. Đó, búa số 2 thì em bán 120 luôn, búa 2 120 luôn. Đó, búa này 450 gram nè, đó. Búa 2 120. Đó. Rồi. Chỗ này nó hủm nè. Đó. Rồi tiếp theo búa 350. Búa 350 nha. Đó, anh em nào có nhu cầu dùng thì cứ việc liên hệ với em. Đó. Cái clip khai sưng này á, thì em bán có lì xì và bao ship cho anh em. Đó. Rồi, 1.3 trên đầu đóng 1.3 nha. Niêm nè. Đó. Rồi. Rồi ok, con này 150 nha, búa 3. Tiếp theo búa 4. Búa 4 150. Búa 4 150 luôn. Cái này dài ha. Cán dài nè. Nó nặng hơn cái búa 3 nữa ha. Rồi. Ok, để là TS ha. Rồi, có niêm đầy đủ. Rồi cái này 150 búa 4. Tiếp theo tới búa 5 là cái rìu nè. Búa 5 là cái rìu nè. Đó. 250. Ờ cán nguyên zin của nó nè ha, có mọc. Đó, cán. Rồi. Đó. Rau mèo. Đó. Đống đinh ha. Rìu chẻ củi đồ. Rồi ok, 250 búa 5. Tiếp theo tới búa 6, 180. Cái búa gõ thủy 180. Cái này thì có dặn được ốc, cái này chắc là ốc 17. Rồi số 17 đó. Rồi. Đó. Đây búa gõ thủy còn nước sơn đen nè. Đít nè. Đó, còn nước sơn đen nha. Rồi cái mỏ gõ sỉ nè. Rồi, còn khá là đẹp ha, 180. Rồi tiếp theo tới búa số 7. 200 nha. Búa Đông Du, Made in Japan nè. Rồi cán cao su nè. Đó, cán cao su. Đó. Rồi. Phần này là nhổ đinh nha, phần này nhổ đinh. Còn phần này là phần đóng đinh nè, nó có mấy cái này gảnh này là nó chống trượt, đóng đinh chống trượt. Rồi. Ok, cái này thương hiệu Đông Du, 200 búa 7. Đóng đinh và nhổ đinh. Tiếp theo búa 8 là cây búa bi. Cái búa bi này á, là nó thiết kế của thằng KTC nha. KTC. Cái này thì thường nó đóng chữ KTC trên đây nè. Mà cái này nó cũ quá không nhìn thấy nè. Đó, kiểu này là của KTC nha. Đó, nó có cái dấu mại đây nè. Đó. Rồi, búa bi. Đó, anh em nào cần dùng thì liên hệ em, 550 búa 8. Tiếp theo búa 9 cũng là búa bi mà cán này là cán gỗ. Cái này cán gỗ. Đó. Đồ bi đồ gì khá là đẹp nha, khá là đẹp. Đóng chữ O đây. Rồi, số 1 đây nha. Đó rồi ok, cây này búa 9, 150. Tiếp theo tới búa 10 là cái đầu búa nè. Đầu búa này là 260. Đầu búa 260 nha. Đó. Rồi. Ok, đầu búa 260. Tiếp theo búa 11 300. 11 300. Đó. Rồi, búa 11 300.
OH nè, số 9 nha. Đó, đầu của nó nè. Rồi, ok. Tiếp theo tới cà lê nha. Cà lê thì em bán bộ này là 2,5. Bộ này đa số là của thằng KTC nha. Của con KTC. Bộ này là đa số của con KTC. Như nè, 14, 17 KTC nè. Đó. 14, 17 KTC nè, 10, 11. Thằng này là hình như cũng của KTC nữa đó. Cái tem này là cái tem nó chưa có xài nè, KTC nè. Đó, ha, 10, 11, nó hơi bị xét chỗ này xíu, cái nước xi này xíu ha. Miệng mồm thì ok, dặn bình thường. Rồi, tiếp theo 19, 17 này của KTC nè. Rồi, 21, 23 cũng vậy, cũng của KTC luôn. Rồi, tiếp theo là 12 với lại 14 của KTC. Rồi, 10 với 12 của KTC nha. Cái này là 8, 10 Asahi, chị này làm đẹp. Rồi, tiếp theo chị này 8, 9 của thằng Ton, Ton Tun nè, cũng đẹp luôn. Tiếp theo này 19, 21 của KTC luôn nha anh em. Đó, bộ này em bán 2,5. Rồi, ok, tiếp theo tới cà lê số 2 là cà lê dòng nha. Cà lê dòng, thì bộ này em bán 300 thì gồm có 4 chè. Gồm có 4 chè và thương hiệu đây em sẽ đọc từ chè luôn nha. Như cây này là cây 17, 14 nè. Cây 17, 14 này thương hiệu Asahi nha. Đó, mấy dòng này thì em bao là còn cạnh gì đẹp tốt nha. Không tét, không bể gì hết. Rồi, tiếp theo chìa này chìa có con Hero, Hero Tool 24 và 22 nha, thép alloy. Rồi, tiếp theo nha, chìa này chìa 32 và 29. Mấy cái dòng này không tét bể gì hết trơn nha, bao anh em xài nha, super. Rồi, chìa này là 26, 32 của top. Còn lại 2 này em bán 300 nha nè. Tiếp theo thì em bán tới mũ khoan nha. Rồi, mũ khoan này á, mũ khoan bóng kiến nè, mũ khoan này anh em khoan được gạch men đồ đó, với lại kính luôn nha. Gạch men với lại kính luôn. Thì cái bộ mũ khoan này á là em bán 300. Bộ này thì gồm có 3 mũ khoan này nè, 3 mũ khoan kiến nè. Đó. Thì mũ 10, mũi 8 và mũi 6. Mũi 6 là chân tròn, 2 mũi 8 với mũi 10 là chân lục giác nha. Chân tròn thì ở đây được mũi này chắc mũi 10. Đó, mũi đa năng 10. Rồi. Tiếp theo mũi này là mũi Unica, mũi này 8 ly rưỡi nha, chân ếch để ếch nha. Đó, cái loại thiết kế của nó là như vậy nha. Đó, em quay cho anh em xem. Đó, rồi cái mũi này mũi 12.5 ha. Mũi 12.5 ếch để ếch. Mũi chắc là một boss. Rồi. Đó anh em xem nha. Đó, ếch để ếch nữa nè, Japan 14.5 nha. 14.5 cái này là mũi ba cạnh luôn. Đó, rồi, tiếp theo mũi này là mũi Hilti. Mũi Hilti Gen Money. Envani mũi 16 nha, mũi 16. Rồi. Tiếp theo cái mũi này là cái mũi 6. Mũi 6 XDS nha. Đó, rồi. Mũi này thì mũi 15 của hàng Boss. Chân XDS luôn. Rồi ok, cái bộ mũi khoan số 1 này em bán 300 nha, mũi bê tông. Rồi tiếp theo bộ mũi khoan số 2 là cái bộ mũi khoan sắt. Thì anh em cứ việc yên tâm nha. Nếu như đã từng mua hàng bên em rồi thì biết ha. Nếu như anh em xem trên clip hình dáng, kích thước, số lượng như thế nào thì là anh em sẽ nhận đúng y chang như vậy. Ví dụ như em bán bộ này nhiều như vậy đó, anh em cứ việc lên nhận hàng, lên coi clip lại hoặc lưu video lại. Đó, lên coi đầy đủ hàng hóa hết ha. Rồi, trên đây em quay sao thực tế anh em nhận đúng y chang vậy ha, không có thay đổi, không có khác một chút nào hết. Mũi khoan số 2 này cũng vậy, em bán cho anh em 3,5 nha. Đó, mấy cái mũi này mấy mũi nhỏ nè, mũi nhỏ này chắc khoảng 3-4 ly á anh em. Mũi này mũi chân con 6 ly nè ha. Mũi lớn nhất này thì tầm khoảng 12-13 ly. Thì mấy cái mũi khoan sắt này là dùng mũi khoan cũ, em chỉ vệ sinh sạch sẽ thôi. Còn cái phần lục bán thì anh em về anh em xài tới đâu anh em mài ở tới đó. Cái này là cái mũi khoan sắt nha. Đó. Rồi, mấy mũi nhỏ này thì 4, 5, 6 rồi gì đó. Rồi, đó. Mũi nhỏ này chắc có khoảng 3 ly. Đó. Đó, thì nó cũng khá là nhiều á. Rồi, thì cái bộ mũi này thì em bán cho anh em mở giá đây là 3,5 nha. 3,5. Rồi, ok nha anh em. Mũi khoan sắt nha, mũi khoan số 2, 3,5. Tiếp theo thì mũi khoan số 3. Đó.
Còn số 3 này thì mũi này có số nè, HXS nè ha, tất cả là mũi Nhật Bãi hết, chữ nhất Nhật nè. Thì cái mũi này á, là mũi phi 20 nha, chân con đó. Thì anh em nào xài xài ở xưởng tiện ha, là thường hay khoan những cái mũi lớn này, nên mua những cái mũi Nhật Bãi nè, xài rất là tốt. Cái đó là em nói thật nha, 24cm nè, chiều dài hết từ đầu tới đít nha. Đó thì nó sẽ tiết kiệm được cho anh em mua mũi này, mũi Na Chi đi chợ thôi nó cũng khá là mắc tiền rồi đó. Như cái mũi này thì mũi 30, tất cả mũi chuẩn Nhật Bãi hết, anh em yên tâm mà sử dụng nha. Mũi 30 nha, mũi này phi 30, chân con nè ha. Rồi thì tổng cái chiều dài của cái mũi này còn được là 24cm nha, 24cm. Rồi cái mũi này thì nó hàng cái áo con vô đây, do cái chân này xài nhiều quá hay gì đó, hoặc là nó xài chân lớn gì đó, nó sẽ đóng cái áo con vô đây rồi nó hàng luôn. Cái này đế phi 21 nè, chuẩn nhất Nhật luôn nè. Đó thì ở đây á, chiều tổng chiều dài này còn là 25cm. Như cái thằng này thì để là Chicago nè, chắc của Mỹ nè. Đó, rồi nhà máy nè, cô nhà máy Chicago nè. Đó, cái này 2 bit gì nè, tốc độ cao gì đó, 57/64. Cái này là hệ phần nha, hệ phần thì em thấy thước kẹp em kẹp luôn, 21cm tổng chiều dài nha. Thì em lấy thước kẹp em kẹp cái phi này luôn, mảnh nó ghi hệ phần này. Như cái phi này thì em đo đây là được 22.5 nè. Rồi, còn cái này là phi 18 nó có để nè, phi 18 có để nha. Đó, rồi tổng chiều dài nha, tổng chiều dài của cái mũi này là gần 20. Rồi tiếp theo tới cái mũi này là mũi 16mm nó có để nè nha, mũi 16 tổng chiều dài là 18.5. rồi ok, mũi khoan số 3 em bán 550. Tiếp theo tới mũi khoan số 4, mũi khoan số 4 là cái bộ mũi khoan gỗ, bộ mũi khoan gỗ nha, mũi khoan gỗ đây. Thì 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 2 4 6 8 10 11 mũi, 11 mũi khoan gỗ nha. Đây nó có ngắn có dài, đa số là dài. Có cái mũi này lọt đây ngắn 12cm, mũi này là mũi 15, mũi 15 dài 12cm. Rồi mũi này mũi 27 ha, dài 27cm, mũi 13. Mũi này mũi dài 33cm. Mấy mũi này toàn tương đối là khá là mới nha anh em, 18, mũi 18. Mũi này mũi 15 nữa nè. Nó dài là 31.5cm. Đây nó có mấy cái ngắn nè, ngắn đỏ, ngắn vàng, rồi mình để mình biết khoan tới đâu, độ sâu bao nhiêu đó. Rồi mấy cái mũi này là mũi 33.5cm. Mũi này còn mới chát không? Mũi này không có vệ sinh nha luôn nha anh em, nó còn rất là mới luôn, mà tại vì để riết nó vậy đó. Cái mũi này dài là 36, mấy cái mũi còn lại này thì nó dài tầm có khoảng 36, 45, 44, 33. Mua thằng LCD, mua đi cùng hết. 21.5. 22. 18. 18 nữa nè. 24. Mũi này mũi 21.5. Rồi ok, bộ mũi khoan 4 này rất là nhiều, giá là 300. Khoan 4. Tiếp theo thì tới bộ mũi taro nha, bộ mũi taro 350. Rồi cái này á thì là em vệ sinh được bấy nhiêu thì em bán bấy nhiêu đó. Còn cái số này trong đây là nó có thể có là mili, có thể có là hệ phần, chứ cái này em không có lựa ra hết nha. Nói chung là em chỉ gom được bấy nhiêu này em vệ sinh sạch sẽ là em bán cho anh em thôi. Mà mấy cái mũi taro sắn này nè, mấy cái mũi taro sắn nè là mình xài rất là ok nha, taro rất là nhanh đó, nó sẽ lớn nhỏ lộn xộn gì đó đó. Thì em chỉ soạn được bấy nhiêu và em vệ sinh bấy nhiêu em bán thôi. Thì anh em nào có nhu cầu thì cứ việc mua về mình sử dụng nha. Nói chung mấy cái găng này là em đảm bảo cho anh em là còn khá là đẹp nha, khá là đẹp đó. Rồi thì em đếm số lượng thôi,
nó có lớn có nhỏ, ở đây có hệ phần, có hệ mili nha, đây 3/8 nè, đây để 1/4 nè, có để có cái để 6/8 đồ nữa ha, đó đó 1/4 nữa nè, như mấy cái găng sắn nè, mấy găng sắn này để em xem con số bao nhiêu nha, đây để 18 nhân 1.25 nè, đó mấy găng sắn này là sử dụng rất là tốt luôn nè, này 6 nè nhân 0.7 nè, đó 6/8 rồi vậy nha, đó mấy găng sắn này cũng tương đối khá nhiều nha, xài rất là ok luôn đó nè. Rồi anh em nào có nhu cầu lấy thì cứ việc liên hệ với em, giá chỉ có 350, như là em lì xì sưng cũng hết 300, còn ba lì xì hết 50 là còn 300, còn cái phần tiền xếp là em trả nữa ha. Đó rồi có mũi là chưa xài nữa nè, còn bọc cao su nữa nè, đó đây mấy mũi này còn khá mới luôn. Ok nha anh em, mũi taro, mã mũi taro 350, dạ khoảng 30 mũi nha anh em ha. Rồi tiếp theo đó bộ mũ khoét nè, những bộ mũ khoét này thì ở đây có hai cái mũ khoét này thì bán 300, bộ này 3 mũi này, có một mũi chân lục giác, có mũi ba chân này em gắn vô máy khoan, em kẹp vô đây khoan thôi. Rồi cái mũi này thì cái đầu này anh em có thể gỡ ra, còn anh em nói khoan sợ nó xúc cái này ra không xúc được, tại vì khi mà khoan càng ngày càng siết cứng vô. Made in Japan nha, Made in Japan, chuẩn Nhật hết, 12 nè, này là phi 12, còn bén luôn, khoét sắt bình thường, mấy mũi này anh em khoét sắt bình thường, mũi này còn bén nè. Rồi cái mũi này cũng vậy, cũng còn bén luôn, mũi này thì phi 21 nè, 12-21 nha. Và cái mũi này là cái mũi lã âm đầu ốc hay gì nè, đó mình khoan lã âm đầu ốc xuống là mấy cái cạnh này em thấy cũng còn tương đối nè, như cái mũi này thì anh em có thể mài được nè, đó. Rồi ok nè, mũi khoét này thì bộ gì em bán 300. Ok tiếp theo có mũi phay, cái bộ mũi phay nha, bộ mũi phay thì cái bộ mũi phay này là có bao nhiêu em bán bấy nhiêu nha, đây để 16 nhân 2 độ nè. Mấy cái mũi này thì thật chắc thì em cũng không có gành về nó cho mấy, em chỉ vệ sinh ra bán cho anh em thôi. Đó đây mũi này cũng là mũi phay nè, cái đầu này chắc có khoảng 5 ly nè, 5 ly rồi nó lớn dần rồi đây đó. Rồi cái đầu này thì nó kiểu là như gì, cái đầu này thì nó để đây số 18, rồi cái này thì 14.0 nè, 14.0 bốn cạnh nè đó. Rồi 5 x 30 nè, nhân 4 độ gì đó, cái này hết thấy số, cái đầu này khoảng 10-12 gì á. Rồi cái này 13 nè, cái này 13 nè, 6 đầu 6 cạnh, cái này là chân tròn nha, cái đầu tròn đó. Rồi cái này 4 cạnh, cái này 4 cạnh nha, cái này cũng vậy luôn, 4 cạnh, đầu này khoảng 5 ly, ra đây khoảng 8 ly, 350 bộ mũ phay. Tiếp theo thì em bán tới là mỏ lết, thì mỏ lết số 1 này thì em bán cho anh em là 250, bộ mỏ lết số 1 này em bán 250. Rồi anh em nào ưng ý thì liên hệ với em nha, 250, lì xì sưng là còn 200, coi như là bộ này còn 200 và được miễn phí ship nữa nè. Rồi ok, thì anh em nào ưng ý thì lấy nha, cái ngày khai trương thì em cũng muốn bán cho nó mau lẹ gọn gàng, anh em nào có nhu cầu thì cứ việc điện thoại trực tiếp cho em, chốt đơn là em gửi hàng ha. Rồi ok, 200ml 2 cây và 1 cây 250ml đó, tất cả là hoạt động yoga ok bình thường hết nha. Đó rồi 1 cây cái này 200ml 2 cây ha. Rồi cái này 200ml Sankey nè, đó miệng mồm sát gịch ha, ra vô bình thường. Rồi 250 nè, bộ mỏ lót số 1. Tiếp theo mỏ lót số 2 cũng 250 luôn. Đó, 2 cây 200ml và 1 cây 250ml, tương tự như bộ số 1. Rồi giá bán là cũng 250 nha. Này là mã mỏ lót số 2. Rồi, miệng khích nha, hai bên nè. Đó, ra vô là bình thường, tất cả thì em vệ sinh chai dầu mỡ rồi nha. Rồi tiếp theo cây này cũng vậy nha. Đó, ra vô bình thường luôn. Đó, rồi tiếp theo tới cây này cũng vậy. Đó, ra vô bình thường. Rồi, anh em cần dùng thì liên hệ em thôi, 250. Mỏ lót số 2, tiếp theo mỏ lót số 3 là cái mỏ lót nhôm của hàng HIT nha, HIT mỏ lót nhôm. Nè anh em nhúng nó có độ đàn hồi thoải mái nha, cho nó không có gãy nha. Rồi, mỏ lót này 350 nha. Nó không gãy với điều kiện là anh em sử dụng đúng cái phần lực của nó thôi. Tức là nó thiết kế cái miệng của nó hết cỡ cái này, anh em đang ngậm cái đầu lớn
nên em cầm tới đây thôi, nên em dặn chứ không có chấp nối thêm, chấp nối thêm thì nó quá lực nó hút, tất nhiên là cái nào mà nó hút quá thì nó cũng phải hư nha, hư hỏng nha anh em. Đó, rồi găng cỏ thì cũng còn khá là ok nha. Đó, găng cỏ còn khá là ok. Rồi, ok, thì cái cây này em bán cho anh em giá là 350, size của nó là 450 thì lì xì là còn 300 nha và được bao ship. Rồi, ok, tiếp theo mỏ số 4 nè. Mỏ nằm trên ha. Miệng vẫn kẹp, vẫn ngậm cứng chính xác bình thường. Rồi, ok, xài tốt luôn nha, găng cỏ ok đẹp luôn ha. Đó, rồi, anh em có nhu cầu dùng thì liên hệ MCC. Đó, nó là 450 ml ha, mỏ lát sắt. Này là cái mỏ này nhúng nhảy bình thường nha. Rồi. Tiếp theo thì em bán tới đầu hàng nha. Thì anh em nhà có sử dụng cái máy bắn vít đó, cái mũi của nó là lúc nào nếu như mình xài thì cũng phải cái chân lục giác như vậy. Thì anh em muốn xài mấy cái đồ kẹp mấy cái mũi chân tròn thì mình chuyển từ cái chân máy bắn vít này nè ra cái chân đầu kẹp là khoan, thương hiệu nè, đầu khoan này là Makita Nhật Bản luôn nha, giao anh nè. Thì nó kẹp tối đa là 10 ly nha, nó kẹp tối đa 10 ly đó, dặn ra vô rồi về hoạt động bình thường, tốt ngon lành hết nha. Giá bán là 150. Khi mà anh em xài cái chân này thì không cần cái bông mai gì hết trơn á, anh em để vô máy bắn vít xong bắn kịch kịch lịch hai búa là nó sẽ cứng lại ha, mở ra cũng tương tự vậy. Giá bán là 150 đầu khoan một, chất lượng nha, ba chân này gì ra tốt đều, kẹp tối đa 10 ly, xin nhắc lại nha anh em. Rồi tiếp theo đầu khoan số 2 cũng vậy, 150 luôn ha, đầu khoan số 2 150 luôn, kẹp tối đa thì cũng 10 ly nha, kẹp tối đa 10 ly đó. Rồi đó, đầu này đầu Nhật Bản luôn, còn khá là mới, anh em cần dùng liên hệ. Đó, ba chân rồi gì ra vô đều tốt, ra vô hoạt động tốt hết nha, 150 đầu sắt. Rồi chuyển từ chân máy bắn vít sang khoan. Còn ví dụ như anh em xài cái máy bê tông nè, SDS nè ha, thì muốn kẹp mấy cái mũi tròn mũi dài được gì đó thì chuyển sang cái đầu này. Đó, chân này là chân bê tông SDS, ra chân kẹp này tối đa 10 ly. Cái đầu này là cái đầu Hitachi nha, cực kỳ đẹp luôn, còn rất là mới, cực kỳ đẹp luôn. Tặng cho anh em thêm cái tay dặn này vô đây luôn. Thì cái bộ này là em bán 200.000, mũi đầu khoan số 3. Đó, ba chân này ra đẹp khích rồi gì đàng hoàng luôn nha nè ha. Khích đẹp ngon lành luôn, ra đều, đầu khoan này cứng cáp chắc chắn nha, cầm nặng. Rồi anh em xài liên hệ đầu khoan 3200. Tiếp theo đầu khoan 4 cũng vậy, đầu khoan 4 này cũng có bông mai luôn cho anh em nhận nè. Makita nha, Makita. Cái đầu này thì kẹp tối đa 13 ly nha. Đầu này kẹp tối đa 13 ly. Thì cũng hoạt động ra vô rồi gì chân chu nhẹ nhàng. Đó, này kẹp chân tròn. Cái này nó thiết kế như vậy chứ không phải lỗi gì đâu nha anh em. Ba đầu này vẫn ra bằng, hoạt động tốt. Makita chuyển từ chân ếch để ếch đó, khoan bê tông đó, mũi gài đó, qua anh em kẹp mũi tròn là vậy đó, anh em kẹp đầu này thì 300 có bông mai mở ha, đầu khoan 4. Tiếp theo thì tới kèm. Kèm thì bán cái này 200 nha, cái này 200. Đó, cái kèm này thì 200, nó dài là 19 cm nha. Đó, cái kèm này 219 cm. Đây nó có mọc đây ha. Cái này còn mới chát luôn ha. Đó, còn mới chát luôn. Rồi lưỡi này còn đẹp, ok ngon lành hết. Đó. Rồi anh em nào có nhu cầu dùng thì cứ việc liên hệ nha. Cái miệng này ha, cái miệng này thì nó này nó còn nước sơn luôn nha, 25. Còn nước sơn với chống xét đây luôn nè. Đó. Rồi, giá bán là 200 kìm 1 nha, kìm 2 vậy. Em bán cho anh em 200 kìm 2 nha, cây này thì ngắn hơn. Cây này ngắn hơn, cây này thì thương hiệu của nó là cây 3 nè. Đó, kèm này thương hiệu K3 nha. Cái này thì bán 200 kèm số 2. Chiều dài của nó là được 16 nha, 16. Nó cũng hoạt động nhẹ nhàng nha. Cái cây này thì cái miệng nó cũng cũng còn đẹp, mà nó bị cấn đây hơi xíu nè. Đó. Đó à, anh em thấy cái dấu này ha. Đó. Rồi cái cây này á thì cái miệng của nó, bề ngang của nó là nó được 20 gần 25, 24 mấy à. Đó, khá là đẹp nha, khá là đẹp nha anh em. Rồi kèm 2 200. Tiếp theo tới kìm 3, kìm 3 này thì 250. Đó, kìm 3 này 250 nha. Đây á, thì kìm này á, là nó bị hai cái lỗi. Một cái lỗi á, là cái đây nó cắt nó bị nổ điện đây, cái nhẹ nè, rất là nhẹ nha. Còn một cái nữa thì nó bị lỏng hai cái hàm, giữa hai cái hàm này nó hơi lỏng hơi xíu nha. Anh em xem nè, nó hơi lỏng hơi xíu. Đó, ha. Nhưng mà hoạt động cắt đồ gì xài bình thường. Size này size lớn dễ xài. Cái kìm này thì cái kìm Mỹ. Cái kìm Mỹ nha. Này là dài gần 21 cm. Đây quay cận cho anh em thấy cái chữ nè. Bên đây thì có hình thợ điện, leo cục điện nè. Len tool nha, len tool. Dưới đây đóng bên đây nè. Đó, rồi, ok. Cái này thì chỉ vậy thôi. Nó hơi lỏng, với lại mẻ mỏ lại chút xíu. Còn ngoài ra là nguyên zin nguyên bản, xài bình thường.
Ok, ngon lành, tay da thì ngon lành luôn. Giá bán là 250. Rồi kèm 3, tiếp theo tới kèm 4 nha. Kèm 4 thì 300. Cái kèm này thì Nibit nha, Nibit. Kèm này thì là nó có đóng cái thương hiệu đây nè, đây. Của Gen Money luôn nha, Gen Money. Rồi đó, thì Nibit nha. Cây này thì hoạt động tốt, ok, ngon lành, không gơ không gì hết trơn á. Cái này thì dài 16.5. Đóng thương hiệu đây, để phi 2.0 gì nè. Đó, rồi, lưỡi của nó nè. Đó, lưỡi của nó nè. Rồi, ok, cái này thì em bán 300 nha, kìm 4. Tiếp theo tới kìm 5, 300. Kìm 5, 300 nha, kìm 5, 300. Rồi, cái này thì Chibit nha, Chibit. Cái này là thương hiệu của Nhật nha, Japan nè. Chibit. Rồi, ok, thì cái cây này chiều dài của nó là gần 22 cm. Rồi, 22 cm. Cái cạnh cắt của nó nè. Cắt của nó khích nha. Cây này nói chung đẹp. Anh em nào tay to thì có nhu cầu lấy kiềm này. Nói chung là kiềm này còn đẹp, răng cỏ nó còn ok, đẹp. Rồi, hoạt động tốt. Giá bán là 300, kiềm 5. Tiếp theo thì tới cần. Cái cần số 1. Cần này thì nó sử dụng là cái viên bi phía trong nha, chứ không phải con chó. Tức là anh em lắc thoải mái, lắc tới đâu là buông ra là trở lại là nó đứng lại ha. Đó, còn muốn đảo chiều thì dặn cái nút trên này. Dặn cái nút trên này. Đó, nó chỉ qua chút xíu à ha. Nó chỉ qua chút xíu thôi. Cái này thì hoạt động tốt, ok, ngon lành hết. Đầu này đầu 3/8 nha, đầu 3/8 nha nè. Đó, cây này thì cây của Mỹ nha, cây này cây của Mỹ. Rồi. 9.5 mm nè. NKC Tool nè. Để cây này em bán giá là 350 nha, lì xì là còn 300 bao ship. Rồi, ok, tiếp theo tới cây số 2. Cái cây này thì nó thiết kế là nó cong sẵn như vậy nha, chứ không phải là bẻ nó cong gì nha. Thiết kế nó cong sẵn, có nhiều khi là người ta lắp ráp ở trong ví dụ đi, như hãng xe hay là trong kẹt gì đó, làm trong những cái kẹt dặn mấy ngóc, thì cái cây này có thể là người ta thiết kế dặn trong những cái chỗ đó. Thì cái này là USA, anh em nào có nhu cầu sưu tầm thì liên hệ. Đầu này thì gật lên gật xuống ha. Đó. Rồi, cái cây này thì xài chó bình thường, chó nhảy bình thường nè. Đó, đảo chiều thì trên đây. Đó. Bằng sắt hết ha. Rồi, sắt xi. Đó, anh em nào có nhu cầu dùng thì cứ việc liên hệ nha. Cái này em bán giá là 400, đầu 3/8 nha. Tiếp theo tới cần số 3 thì em bán 450. Cái cây này á là cũng của Mỹ luôn, USA. Cái nước Seagram rất là đẹp luôn. Còn rất là đẹp luôn ha, cũng thương hiệu là NKC đó, nó là 12/7 dưới tay đóng đây nha. Thì nó cũng sẽ hoạt động vậy, nó hoạt động bằng cái viên bi, nó sẽ tự gài ha, anh em sẽ không nghe ghét như con chó. Rồi đảo chiều ở đây cũng vậy, anh em đảo lên nè ha, nó chỉ đảo chiều nhẹ đây chút xíu, cái khớp nhỏ đây thôi ha. Rồi lép gai trên này, thì cây này em bán là 450, đầu 1/2 nha, bi nhảy bình thường. Tiếp theo cái cây này là cần số 4, em bán cho anh em là 280. Cái này 280 nha, 280. Cái này thương hiệu Super, là đầu của nó cũng là 1/2 luôn. Nên anh em thấy nói cái đầu kia vô dặn cũng được ha. Rồi, này là con chó. Đó, hai chiều. Hoạt động tốt. Thì em có thêm cái đầu nối ngắn đây của KTC nữa ha. Super KTC. Rồi tất cả bi nhảy bình thường hết. Thì cái bộ này em bán là 280. Tiếp theo thì em có cái bộ vít này em bán 400. Em bán 400, thì anh em nào thấy phù hợp thì mua ha, mình sưu tầm rồi vẫn được. Rồi cái này là Japan nha, cái này nè, nghe chân ngón tay út em là Japan. Cái này thì nó sẽ dặn ở trong kẹt. Cái này mình thụt tới thụt lôi, cái đầu này sẽ đưa ra đưa vô nè. Đó, khi mà mình dặn thì mình giật nó vô, gì nó vô cũng ngàm thì mình dặn nha. Trong đây thì nó là một cái cọng dây lò xo uốn cong thôi, chứ nó cũng không có gì. Thì nói chung cái này là cái vít dặn gốc hẹp, thì nó chỉ sử dụng vừa cái lực của nó thôi. Anh em đã từng sử dụng qua thì anh em biết nha. Đó, để mình đưa vô gốc hẹp đầu này, đầu ba ke hay là gọi là đầu cộng đó. Đó, chuẩn là bét 2. Đó, thì anh em nào có nhu cầu thì cứ việc lấy. Bộ này là em bán 400 nha ha. Em đi xì 50 là còn 350 bao ship. Cái này là snap on USA nha, snap on USA. Chữ đóng đây ha, cán nhựa rất là xịn sò. Đây dít trừ nha. Đó, hai cây ha. Rồi thêm cây này nữa cũng là cây snap on nha, snap on vít A luôn. Đó, cái này là cái vít miệng nhỏ. Cái vít này có thể là chỉnh xăng được nè, cũng khá dài nè. Đó, cái cây này thì nó dài được 23, 24, 23 cm nè. Rồi ok, còn hai cái vít này là hai cái vít Excel.
của Nhật nha ha. Rồi sao cái vít này đóng được, còn cái này không nha, cái này làm điện. Cái này ngắn, cái này dài nha. Đó. Như cái dài này, hai cái này là nói chung là đầu còn rất là đẹp luôn. Cái dài thì được 27 cm, còn cái ngắn này được 21.5 nha. Đầu bét 2 này là còn rất là đẹp nha. Dặn ốc là ok, đưa vô là ôm ốc khích rồi gì đàng hoàng. Thì vít này thì em bán bộ vít này đó là 400. Rồi tiếp theo thì tới cái bộ lục giác nha. Như cái bộ lục giác này á, thì nó lộn xộn sù bằng ha. Em gom được bao nhiêu thì em bán bấy nhiêu. Thì nó có lớn có nhỏ nè đó, anh em thấy, như anh em thấy trên hình nè, nó có lớn có nhỏ. 6 ly rồi mấy cây nhỏ nhỏ này, có thể 2 ly gửi 3 ly gì đó. Rồi 8 ly, 10 ly đó, 14 ly cũng có luôn nha. Và 12 ly cũng có luôn. Đó. Rồi anh em nào có nhu cầu dùng thì cứ việc liên hệ nha. Cái bộ này thì em bán cho anh em 150, lì xì là còn 100 bao ship nha. Đó. Rồi lục giác 150. Tiếp theo thì tới bộ đầu tiếp một inch nha. Đầu tiếp một inch này á, thì hàng này em bán rất là nhiều, khá là nhiều rồi. Thì ở đây em còn một số đầu như thế này thôi. Anh em nào có nhu cầu lấy thì cứ việc liên hệ với em. Bộ đầu tiếp này thì gồm có 2, 4, 5 5 đầu, hàng thì Đài Loan xuất Nhật. Cái đầu chuẩn vô của nó là một inch. Đầu chuẩn vô này nè, đầu vuông nè. Anh em có súng hay cần một inch thì anh em lấy nha. Thép đen này là chuẩn, này là chiên là bắn súng ha. Rồi ok, cái đầu này là 41, 6 cạnh nè. Còn cái đầu này là tắc kê 2 tầng, tức là bên trong là 20, ở ngoài là 38, 20 là cái lỗ vuông bên trong anh em thấy nè, còn 38 là cái 6 cạnh ngoài. Còn cái này là nó chỉ trả lại cái lỗ vuông 17.5 thôi, đó. 41 và 21, 41 là 6 cạnh ngoài, 21 là cái lỗ vuông bên trong. Còn cái này là 35 và 17, 35 là 6 cạnh ngoài. Lỗ vuông bên trong là 17 nha. Tiếp theo thì em bán tới cây kìm cót nha. Cây kìm cót thì anh em nó có nhiều kiểu, lớn nhỏ nữa. Anh em ưng cái nào thì lấy cái đó. Như cây này thương hiệu Lutter nè, 120 cót 1 nha. Cây này á là nó có cái lỗ này là cái lỗ thuốc dây điện nè ha. Sau lưng này nó đóng mắt in Japan luôn, thì nó có mấy cái lỗ thuốc dây điện, nó có sai phía trước nè đó. Rồi cái này là bấm cót này, cót trẻ nè, cái này cót tròn nè đó, cót tròn. Cái này cót nhỏ hơn nữa nè. Còn cái này là cắt dây điện, cái mỏ ở trước này cắt dây điện nha đó. Cái mỏ này nó cắt dây chì hay gì nó hơi bị dập nhưng mà trước này xíu nè đó. Rồi nhưng mà vẫn còn cắt được ok. Cái này thì em bán 120 cót 1. Tiếp theo tới cót 2. Cót 2 này trợ lực ok, ngon lạnh hết nha. Cót 2 trợ lực ngon lạnh hết, 350. Xài tốt luôn nha. Đó. Có mạnh lên thì chó là so là gì tự búng hết. Cây này còn mới sáng đẹp. Rồi cây này chuẩn GS nè. GS nè, thương hiệu Mabel nha. Đó. Anh em mà cầm cây này làm điện rồi gì nhà dân dụng hoặc là đấu tủ điện là ok, ngon lạnh ha. Đó. Đây ống chữ thôi. Lỗ nhỏ nhất đây là 1.6 x 2 nè. Thì tối đa này em nghĩ là 8 ly 10 ly cót nhôm bình thường. Đó, thì cây này á, thì anh em bấm mạnh vô tự động nó bung ra. Lò xo chó dài chó nhảy rồi gì còn rất là khỏe luôn. Bấm tới đâu gài tới đó thôi ha. Rất là ngon. Rồi cây này thì hoạt động tốt. Rồi anh em nào có nhu cầu dùng thì cứ việc liên hệ với em nha. Đó, cây này thì dài, tổng cộng chiều dài của nó là 24 cm, giá bán là 350. Rồi tiếp theo cót số 3, giá bán là 250 nha. Đó, mấy cây này cũng vậy, cây này dài hơn cây nãy nữa. Cây này để em đo Izumi nha, cái này thương hiệu Izumi, tổng chiều dài của nó là 30 cm, chuẩn vít Nhật nè. Đó, cứng cáp rồi về miệng mà anh em bấm không có cái vụ mà lặt miệng ha. Đó, anh em xem nè, bấm tới đâu thì chó gài tới đó vậy ha. Rồi đầu cót nhỏ nhất là 1.25, lớn nhất là 8 chấm, thương hiệu là Izumi, cót số 3, giá bán là 250 nha. Rồi tiếp theo tới cót số 4 thì giá bán là 300, giá bán là 300. Cái cây này thì bấm cót lớn nè, thương hiệu là Densai nè, 300 nha. Cây này thì đó, chó cũng còn nhảy luôn, bấm ok bình thường ha. Rồi tới đâu chó gài tới đó. Thì cái miệng cót này lớn nhất là 38, 22 và 14. Đó, rồi 300, bấm cót lớn. Tổng chiều dài của cây này nha là 35 cm. Ok, tiếp theo tới đá mài. Đá mài thô nè, đá mài phá nha. Và phía dưới này là sữa đá, sữa những cái cục đá mà mình mài cho nó bằng mặt lại đó. Đá mài thì em bán 350 viên này ha. Hàng Nhật Bãi nha, hàng Nhật Bãi. Rồi ok,
Tổng chiều dài của con này là được 15,5 cm, cái bề ngang này thì được 54 mm. Rồi còn cái chiều dày từ dưới lên ha, chiều dày được 25. Rồi 25 mm. Rồi giá bán 35,5. Còn cái nè, đá ngoài mịn nè, đá ngoài mịn. Cái độ mịn này thì nó tầm có khoảng khoảng 800 cho tới 1000. Rồi giá bán là 400 nha, 400. Cục này thì nó dài là gần 20 cm ha. Bề bản này thì được 5 cm. Chiều cao này thì khoảng đường 1,5 ha. Đó, nằm trên cái đế này sẵn nha. Đó, nằm trên đế này sẵn. Giá bán là 400. Đá mài số 2. Tiếp theo thì tới cái cây khui rượu. Cái cây khui rượu này em bán 300 nha, cây khui rượu 300. Cái khui rượu rất là sáng và xịn sò nha. Đó, tay dày dặn chắc chắn đàng hoàng. Thì cái cây này á là nó của Đức nha, Ren Mani. Cái cá anh em có thể khui được nắp chai, nắp ve trên đây luôn ha, nắp chai ve á. Rồi, này khui rượu quang rồi gì nè. Rồi anh em nào có nhu cầu dùng thì cứ việc liên hệ em. Cái này em bán 300, khui rượu của Đức. Rồi tiếp theo tới cái bộ sạc dự phòng nha. Cái bộ sạc dự phòng này á, thì em bán là nó có kèm chung với cái cục sạc này luôn. Đó, cục sạc này thì nó là để công suất của nó 15W nè. Cục sạc này là hàng Việt Nam nha. Nè, mã VI nè. Xuất cho thị trường Mỹ UL nè. Đó, thì cái cục này thì nó ra được là cái ngõ một duy nhất là 5V và 3A mất in Việt Nam nè. Điện áp thì được là 220 thoải mái. Cái chân này là chân tay si nha. Chân tay si tức có nghĩa là anh em lật chiều nào cũng được. Ví dụ anh em đang cắm chiều này cũng vô, mà lật ngược lại chiều này cắm vô nó vẫn vô nha. Thì điện thoại nào anh em hỗ trợ cái tay si thì anh em cứ việc liên hệ. Tay si đó thì nó hỗ trợ cho cục sạc này rất là tốt nha. Anh em cắm vô đây sạc. Thì cổng này cổng ra nè, anh em cắm vô thì nó sẽ để trong đây thành input. Đó, ra thì nó sẽ output ha. Rồi sạc dự phòng này thì em đóng pin, cái lỗi của nó là Samsung 22B. Thì dung lượng này là của nó là nó tầm đâu đó khoảng 15-16 ngàn. Nhưng mà khi mà nó vô đây nó chuyển quá, chuyển đổi rồi gì nữa, nó chạy cho cái mạch này nữa ha, thì nó sẽ không có xài đúng theo cái dung lượng của nó được nha. Kể cả anh em mua sạc dự phòng chính hãng mới cũng vậy luôn. Đó, cái đó là điều là 100% là sự thật, nó là như vậy. Thì cái nào thì em nói rõ. Như sạc dự phòng này thì em bán 500, thì gồm có luôn cục sạc đó luôn. Cục sạc đó mới nãy với lại cái cục sạc này, thì anh em có thể bấm nguồn này lên để xem cái thông số nè. Đó, hiện thị là 100% nè. Đó, hiện tại là cổng đang chờ 5,1V nè, 0A nè. Sạc này là chuẩn sạc nhanh nè, đây nó công bố nè nha anh em. Đó, nó có thông số nè. Đó, tối đa của nó là 22,5W nha. Đó. Có chuẩn BD nữa nè, có chuẩn BD sạc nhanh nữa nè ha. Rồi QC 3.0 ha. Thì nó ra bao nhiêu volt sạc nhanh, cái máy của anh em hỗ trợ, cái điện thoại của anh em hỗ trợ sạc nhanh bao nhiêu nó sẽ hiển thị ở đây. 9V, 12V hay gì nó sẽ hiển thị lên đây, và cái dòng sạc bao nhiêu nó hiển thị ở đây. Cái cục hồi nãy nó ra 3A, nhưng mà khi mà cắm sạc vô đây thì nó sẽ ra tối đa là 5V 2.7A. Rồi ok nha, anh em nào có nhu cầu dùng thì cứ việc liên hệ với em. Cổng USB cũng có, cổng tai xì cũng có ha. Nó Lightning USB bên đây nè. Hiện bộ vậy là gồm có cục sạc và cái cục sạc dự phòng và cục sạc nguồn lại là 500. Nó hiện tại em có loại pin đó thì em đóng có giá rẻ, thì em bán giá rẻ cho anh em sử dụng ha. Rồi ok, tiếp theo thì tới cái máy. Cái này máy 1 này em bán cho anh em 950 nha. Máy 1 950. Hiện tại máy này giá đang rất là tốt và có lì xì và bao ship luôn. Anh em nào có nhu cầu khoan tường, làm điện nhà hay làm lặt vặt trong nhà gì đó, nên mua một chiếc máy như vậy ha, mình để dành mình xài cũng được nha. Hai cái tốc độ nhanh chậm nè, 1-2 nè, khoan bắn vít nè, khoan thường là không có cấp trượt, khoan búa là khoan gù ghề để khoan vô tường. Đó, cấp trượt tối đa 16 cấp nè ha. Đó, rồi đầu kẹp này thì tối đa 13 ly. Đầu kẹp này tối đa là 13 ly ha. Kẹp tối đa 13 ly và auto lock luôn nha. Cái con này là Makita chính hãng Việt Nam nha anh em ha. Rồi motor này động cơ có chở than nha. Rồi. Đó, mới chát 100% nha. Đó, anh em nào có nhu cầu dùng thì cứ việc liên hệ. Đó, bảo hành cho anh em là 6 tháng, bảo hành cho anh em là 6 tháng. Đó. Rồi, hàng chính hãng Makita Việt Nam ha, đảm bảo 100% ha. Rồi, em bảo hành cho anh em là 6 tháng nha. Giá bán là 950.000 là thân máy, còn 18V, 3 chức năng. Còn anh em muốn đóng pin gì đó cứ việc liên hệ với em ha. Pin em đóng theo máy thì em sẽ máy chính hãng bảo hành 6 tháng thì em pin em bảo hành 6 tháng đây luôn. Rồi tiếp theo tới máy số 2, máy này thì Makita bãi Nhật ha. Đó, đó, cái con này thì động cơ có than 14.4 nha. 14.4, con này thì em bán cho anh em giá là 750, móc đây ha. Rồi, đậu đây không gơ lắc nha, hoạt động tốt ha.
thân máy 750 nha. Nè, đều tóc nè. Thắng, đỏ dèo. Con này chạy rất là mướt nha. Báo pin đây. Rồi anh em nào có nhu cầu làm công trình hay là ở nhà xài thì gì cũng được nha. 14.4. Muốn đóng pin thì liên hệ với em. Thân máy 750. Máy số 2, bắn dít. Tiếp theo, máy số 3. Con này con mài cũng 14.4. Thân máy là 1.050.000. Con này là có than nha, hoạt động ok. Đó, này chén giữ đá nè ha. Rồi con này thì em sẽ test cho anh em xem nha. Máy chạy ok nha, còn anh em muốn đóng pin thì liên hệ. Rồi thân máy em bán cho anh em 1.050.000 ha. Lì xì 50 là còn 1.000.000. Bao xếp. Rồi chạy khỏe nha anh em ha, chạy khỏe. Mã của nó là GA440D 14.4 nè ha. Than của nó là 430 đó. Nè, Trung Quốc xuất nhập Indochina nè ha, chữ Nhật nè. Rồi tốc độ của nó tối đa là 10.000 vòng phút. Rồi thân máy nha, 1.050.000. Rồi tiếp theo tới máy số 4. Cái này là cây bu lông Milwaukee. Con này thì em bán cho anh em giá là 1.500.000. Là thân máy, đầu này là đầu 1/2 nha. Thân máy đầu 1/2. Anh em nào có nhu cầu dùng liên hệ. Con này là không than nha, động cơ không chở than. Động cơ không chở than, một rootless nè. Đó, Milwaukee, cái này là thị trường Mỹ nha. Đó, rồi bãi Nhật nhưng mà máy này thị trường Mỹ. UL nè. Rồi con này 18V. Còn anh em muốn đóng pin thì cứ việc liên hệ nha. Còn em bán thân máy đầu 1/2 này á, là giá bán là 1.500.000 nha. Đầu không gơ lắc gì hết trơn á. Rồi động cơ không chở than, hoạt động tốt. Tiếp theo tới máy số 5. Con này thì em bán cho anh em là thân máy 350. Đó, hoạt động ok ha. 14.4 7441 nha. Con này thì em bán thân máy cho anh em 350 nha. Lì xì 50 là còn 300 bao xếp nha. Nè, đều tóc nè. Thắng, đảo chiều nha. Rồi, tốc độ nhanh, tốc độ chậm nè ha. Rồi, con này khoan. Con này là cấp trượt nha. Con này thì khoan không có búa nha. Cái này thì kẹp tối đa là 13 ly và đầu auto lock luôn nha nè. Đảo chiều nè. Đạn đây nha. Rồi, full tính năng ha. Con này động cơ có than nha, 350. Rồi, ok, tiếp theo tới cái máy massage. Massage này thì sử dụng điện 100V giùm em nha nè ha. Con này thì sử dụng điện 100V. Massage này em bán cho anh em giá là 900. 900 sử dụng điện 100V. Rồi, lì xì 50 là còn 850 ha. Rồi em bao ship luôn. Rồi ok nha. Thì đây em sẽ test cho anh em xem. Điện 100V nha. Đó, này là nút khởi động nguồn nè, tắt bật đây. Đó. Rồi con này là ba chế độ của nó nè. Nhanh chậm gì đó ha. Rồi. Đó, đây thì nó sẽ có những cái con lăn nè, hai con lăn ngoài trước, con lăn chính giữa và con lăn phía sau nè. Để massage, nếu như anh em để cái bàn chân đây thì massage lòng bàn chân. Còn để bắp chân lên thì massage bắp chân. Và nó vừa thao tác bóp và massage lăn con lăn phía dưới luôn. Rồi ok nha. Thì cái này thì em bán cho anh em giá là 900.000. Đó là sử dụng điện 100V, lì xì 50 là còn 850 cho em bao ship luôn. Đó, anh em nào có nhu cầu dùng thì cứ việc liên hệ với em. Tiếp theo tới máy xay thịt. Máy xay thịt thì nó quấn dây phía dưới nè. Đó, anh em xài anh em gỡ ra. Rồi cái con này thì lử được cái là lử titan luôn. Lử titan luôn nha. Lử titan là còn bán chưa có mẻ chưa có gì hết trơn á ha. Ly còn rất là đẹp ha. Rồi. Rồi bây giờ thì anh em để thịt vô và anh em xay thôi. Nhấn xuống là xay thôi. Máy chạy khỏe nha, êm ha. Giá bán là 600.000 xay thịt. Thương hiệu là Tetcom, sản xuất tại Trung Quốk, xuất cho thị trường Nhật nha. Sử dụng điện 100W thì em 600, lì xì 50 là còn 550 và em bao ship. Ok, tiếp theo tới bếp từ nha. Bếp từ này bếp từ Nati nè. Nó sẽ hiển thị cái số trên đây, dĩ đèn led đây ha. Rồi bây giờ em sẽ ghim điện và thử cho anh em xem. Đó, sử dụng điện thì 100W luôn nha anh em ha. Giá bán là 850 ha. Em lì xì anh em 50 là còn 800 bao ship. Rồi ok, nhấn lên thì nó chạy thôi. Cái này là chiên xào nè, này nấu lẩu nè. Thì khi mà anh em nấu không có nồi tí xíu sao nó báo liền ha, báo đèn này không có nồi nè. Đó, rồi cái máy này thì hoạt động full tính năng hết, tăng giảm nhiệt độ được hết nè. Tăng giảm nè. Đó ha, đổi chế độ nè, tăng giảm nè. Ok, full hết nha anh em ha. Con này em bán 850 nè. Thì em lì xì cho anh em đầu năm 50 là còn 800 và bao ship cho anh em. Thương hiệu Nati luôn nha. Rồi, điện thì điện 100V giùm em. Điện 100V giùm em. Nè, anh em xem nó rất là mới luôn nha. Đó, rất là mới luôn, sản xuất 1995.
Điện 100W, công suất của nó là 1350W. Rồi ok, tiếp theo thì tới cái biến áp. Biến áp hàng Avio nha. Hàng Avio này, cái này thì anh em về anh em chế máy hàng theo đó. Cái con này thì muốn hoạt động được nữa thì nó sẽ có thêm một cái timer nữa. Anh em nào đang tìm kiếm muốn có nhu cầu mình về mình chế máy hàng thì con này thì khỏe rồi. Nè Avio NT35 nha, NT35 Made in Japan luôn, sử dụng điện 220V luôn. Cái con này thì em bán là đúng ra là em bán 3 triệu. Nhưng mà ông anh thì ông chốt, ông anh này ông ở Sài Gòn nè. Ông chốt ông dằn cọc 500 ngàn rồi, nhưng mà gần 1 năm rồi, 7-8 tháng gì rồi. Thì có liên hệ nhiều lần đó, nhưng mà anh không có trả lời là lấy hay không nữa. Nó có thể là anh bỏ cọc. Thì ở đây là em bán cái con này là 3 triệu. Đây em có ghi to nè. Như em bán cái con này là 3 triệu nha. Ảnh cọc cho em 500 rồi nè. Là còn 2,5 triệu. Thì bây giờ đó là ảnh coi như là ảnh không lấy nữa, cái to ảnh vẫn còn đây nha. Địa chỉ tên ảnh đầy đủ đây. Thì em sẽ bán thanh lý con này để thu hồi vốn. Là em sẽ bán 2,5 triệu lại cho khách hàng sau. Đó. Thì ảnh cũng lâu quá rồi. Em liên hệ hoài không được cho nên là em cũng phải dẫn tới trường hợp này thôi. Chứ đợi nữa thì quá lâu rồi ha. Cả năm trời rồi. Thì cái con này á, thì em thanh lý lại là 2,5 triệu. Đó. Thì Tết này em lì xì 50 là còn 2,4 triệu. Và em bao ship luôn cho cái con này. Thì anh em nào xem video muốn mua chế cháo hay là cần cái gì đó, cứ việc liên hệ với em. Thì muốn chốt thì liên hệ với em nha. Đó, 2,5 triệu. Biến áp hàng Avio, biến biến thế hàng Avio NT35. Cái này là cộng đồng, nguyên cộng đồng của nó nè, mà nó mạ rơm trên đây nè. Đó, anh em xem. Đẹp kèn mới chát luôn. Input nè ha. Đó, thông số nó đây. Đó, rồi Made in Japan luôn nha, Avio nè, NT35 nè. Rồi, anh em có nhu cầu liên hệ em nha. Biến áp hàng 2,5 triệu. Tiếp theo thì túi, túi đựng đồ nghề để anh em đi công trình rồi vậy nè. Túi Milwaukee, đựng máy khoan rồi vậy, rộng rãi thoải mái luôn. Đó, anh em cần thì cứ việc liên hệ em ha. Rồi, xăng te bên đây kéo lên thôi. Đó, thì chiều dài của cái túi này thì được 40 nè. Còn bung lên thì cái bề ngang của cái này thì được 28 nè. Nó gồm có túi hông có nè. Đó, Milwaukee đẹp nha, mới chát chầm chầm nha anh em. Mới chát chầm chầm nha. Đó, hai bên túi có hết. 250 nha, em lì xì 50 là còn 200 nha, và bao ship. Đó. Rồi, tiếp theo tới túi số... cái túi đó, túi Milwaukee rồi, giờ tới túi Makita đi. Số thì lộn ngược rồi. Makita nha, mút Makita này thì nhỏ hơn. Để em xé cái bọc này ra, để em lấy ra cho anh em xem luôn. Đây. Mới không nha anh em, mới chát nha. 250, lì xì 50 là còn 200. Bọc ship. Đó. Rồi, có được còn được cái hai cái gì đó. Rồi anh em nào có nhu cầu thì cứ việc liên hệ nha. Rồi. À, cái túi này thì nó có được dây treo móc nè. Còn cái túi Milwaukee thì không có. Rồi, hộp nè. Đây trong đây có hộp nè. Phía sau lưng này cũng vậy, cũng có nữa nè, hai hộp. Rồi, anh em nào cần dùng thì liên hệ với em. Túi này túi Makita, là để làm túi Makita hoặc nấu túi Makita. Còn lấy túi Milwaukee thì nói túi Milwaukee. Thì tiếp theo thì em có mấy chiếc đồng hồ nữa. Mấy chiếc đồng hồ em cũng quay luôn cho anh em xem. Anh em ưng ý chiếc nào thì lấy chiếc đó ha. Thì sản phẩm nào thì anh em lấy sản phẩm đó. Thì ở đây thì em có 4 chiếc nè, em có 4 chiếc nè. Đó, thì em cũng gửi tới anh em. Thì cái chiếc đầu tiên ha, là chiếc đồng hồ số 1 này em bán cho anh em 500, đồng hồ Citizen. Đó, đồng hồ này sử dụng là máy là sóng radio control, và động chính xác, đúng giờ chuẩn nha. Đó, ban đêm thì cái này nè, mấy cành mấy cái hoa văn hoa quả tiết hoa này nó sẽ dở quang ha. Đó, và mấy cái số này thì nó dở quang ít thôi, nó cũng có nhưng mà ít thôi ha. Rồi, giá bán là 500.000, 500.000 em đi xì cho anh em 50 là còn 450 bao ship nha. Rồi, thì Citizen nha. Đó, đồng hồ dở quang. Anh em muốn hình dở quang thì cứ việc kết nối Zalo em sẽ gửi hình thêm. Tiếp theo tới đồng hồ số 2 nè, em bán cho anh em 500.000. Con này thì viền của nó là bằng gỗ thạch nha. Và số này ban đêm dở quang nhiều, đẹp. Kim này, hai kim này dở quang và tất cả các số dở quang đẹp.
ha. Nói chung là con này em đánh giá là da quang đẹp nha, con này thì da ban luôn đó. Rồi ok, tiếp theo tới đồng hồ số 3, con này hiện bán cho anh em 1 triệu đó, thương hiệu là Seiko, hoạt động thì tốt, chỉnh giờ ha, âm thanh lớn, thì em bán cho anh em giá là 1 triệu nha, Seiko đó, âm thanh là hi fi lớn nha. Em thử nhạc cho anh em nghe đó, nó thì nó đến giờ đúng giờ là nó chơi nhạc ha, ban đêm thì tắt nhạc nhờ có cái cảm biến ánh sáng đó, ban đêm nó sẽ tắt nhạc nha, anh em yên tâm nha, anh em tắt đèn hết là nó sẽ tắt nhạc. Con này em bán cho anh em 1 triệu, đồng hồ số 3 nha, âm thanh hi fi lớn lắm nha em ha, tại em dặn cái volume nó nhỏ xuống bớt rồi đó ha. Rồi rồi ok ha anh em, tiếp theo tới đồng hồ số 4 nha, con này em bán cho anh em giá là 800. Cái con này thì âm thanh của nó là mono thôi, nhưng mà nó có lắc nè, nó có lắc trên lắc dưới nè, thương hiệu cũng là Seiko luôn, thương hiệu cũng là Seiko luôn, giá bán thì 800.000 đồng, đến giờ nó cũng chơi nhạc, ban đêm anh em tắt đèn hết nó cũng tắt nhạc nha, đây em test cho anh em nha, âm thanh lớn rõ đàng hoàng. Đồng hồ số 4 thì em bán 800 nha. Rồi cảm ơn anh em đã xem clip nha, nếu như anh em thích sản phẩm nào của em trong cái clip này thì em xin phép được phục vụ anh em và lì xì cho anh em 50.000 và bao ship luôn đó, chỉ riêng clip này khai sân nha, thì em cũng xin gửi lời kính chúc đến tất cả anh em thật là nhiều sức khỏe, bình an trong cuộc sống, xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại trong video clip tiếp theo, em xin thân ái kính chào.